ok xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với uh, kênh youtube của em Tuấn remit vào dịp cuối tuần thì uh, cứ đến mỗi cuối tuần tuấn sẽ cùng với các anh chị chúng ta uh, xem lại cái cách vận động của thị trường chung và cũng như là những cái uh, uh, nhóm cổ phiếu nó tiêu biểu trong cái tuần vừa rồi và cũng như là đưa ra cho các anh chị chúng ta về cái góc nhìn cá nhân của tuấn uh, liên quan đến các cái mạng cổ phiếu các anh chị chúng ta đang nắm giữ để mọi người có thể đưa ra được cái quyết định nó hiệu quả hơn và cũng như là đem lại cho các anh chị ta những cái khoản lợi nhuận trong khoảng thời gian sắp tới nhé. Ok, thì uh, chúng ta quay trở lại với uh, thị trường chung trước tiên. Uh, như mọi người thấy được rằng là khi mà thị trường tính đến thời điểm hiện tại, khi mà thị trường chúng ta đã phục hồi được, mọi người thấy thị trường chúng ta phục hồi một cách nó rất là nhanh chóng không ạ. À, cái giai đoạn mà cái giai đoạn mà gần như mà chúng ta cứ ngỡ rằng là sau những cái pha điều chỉnh lớn này của thị trường này, đấy, sau những cái pha điều chỉnh lớn này của thị trường này thì thị trường nó sẽ bước vào một cái giai đoạn gọi là chạy nước rút đúng không? Và và chúng ta cũng đang rất mong chờ nhiều mã cổ phiếu thời điểm khi ấy nó sẽ bước vào một cái quá trình nó chạy nước rút. Nhưng tuy nhiên rằng cái điều kiện lúc đó nó lại không cho phép và chúng ta đã chứng kiến được rằng là nguyên một cái giai đoạn tháng tư thị trường ta có một mức độ sụt giảm cũng tương đối là khá là khoảng tầm độ là à uh, 100 điểm, hơn 100 điểm các anh chị. À, từ cái giai đoạn mà đầu tháng tư là thị trường ta từ vùng 1290 về lại khoảng tầm là 1165 như thế này là cũng mức 103 đúng không? Gần à, gần 1325. Đấy. Và ngay lập tức sau đó thì à, mọi người thấy nó vẫn vẹn trong vòng khoảng tầm là 3 tuần thôi, hơn 3 tuần chút xíu thôi, tại vì chúng ta có một cái tuần nghỉ lễ Tết à nghỉ lễ à, là 1 tháng 5. Thì chỉ hơn vòng, trong vòng khoảng tầm độ là hơn 3 tuần chút xíu thôi thì à, đến nay thì chúng ta đã lấy lại được ở cái mốc 1273 rồi. À, mọi người thấy không? và mọi người hình dung ra ở đây chú cho tốn là như thế nào cái ngưỡng nó vùng từ 1165 đây nè ngưỡng từ vùng 1165 là ở đây à, thì thị trường ta mất tới khoảng tầm độ là nếu mà tính đến thành giá uh, cái chỉ số thời điểm hiện tại thì thị trường ta nó mất khoảng tầm độ là hai tháng ha à, hai tháng có thể là hai tháng hơn hai tháng hơn để mà nó tăng được hơn 100 điểm như thế này nhưng mà thị trường ta trong vòng có hơn 3 tuần nhẹ nhàng như vậy mà nó đã tăng tương ứng với lại là cái uh, quá trình tăng điểm trước đó từ cái thời điểm tháng 2. Mọi người thấy không? Từ thời điểm tháng 2 thì trường chúng ta tăng lên uh, đạt được cái cục mốc là khoảng tầm độ là ờ uh, 1270 là phải phải mất khoảng tầm độ là hơn 1 một, uh, một tháng, đấy, 1 tháng rưỡi đấy ha. Đấy và có khi là lên đến ngưỡng ở vùng 1290, 95 gì đó thì đã mất cả là 3 tháng. Đấy. Nhưng mà chỉ trong vòng vỏn vẹn có hơn 3 tuần như thế này thôi thì chúng ta đã phục hồi hơn được cả trăm điểm như vậy rồi. Thì với những cái sự vận động như thế này các anh chị chúng ta cần lưu ý những điều gì? Đấy, thì Tuấn cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi qua tiếp và bóc tách ra những cái cần mà phải lưu ý và phải nhấn mạnh với các anh chị chúng ta một điều rằng thị trường của chúng ta đang có cái sự đồng loạt tăng điểm và cũng như là các nhóm ngành nó đồng loạt nó như nào các anh chị nó vượt đỉnh à như mọi người thấy được rằng là cái nhóm uh, dịch may nè là cái nhóm mà tiêu biểu ở trong cái giai đoạn vừa rồi thì có những giai đoạn mà nhóm 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 dịch may á sau khi một giai đoạn nó tích lũy ở đây và nó bước vào một cái vùng vùng uh, vượt đỉnh này chẳng hạn à thì đáng lý ra thì uh, nó phải như nào các anh chị nó phải tiếp tục nó tăng giá và nó đẩy giá nó bước vào những cái giai đoạn trạng thái là chu kỳ tăng tuy nhiên cái điều kiện thị trường nó không cho phép và nó có yếu tố nó quay về nó test lại những cái vùng nền giá thì sau khi nó test lại nền giá thì mọi người thấy là nó dòng tiền nó quay trở lại đúng không rủ bỏ xong rủ bỏ xong thì cái dòng tiền nó lập tức nó quay trở lại và nó bước vào những cái giai đoạn thậm chí là có thể nói rằng là uh, cổ phiếu nó có thể nó bước vào một cái giai đoạn mà tăng tốc hoặc là chạy rút là rất là cao đấy với gt cũng vậy này các anh chị với GT cũng vậy này thì sau khi nó tích lũy một cái nền như vậy cũng rất là dài rồi nó bắt đầu có dòng tiền tham gia vào nhưng điều kiện thị trường nó không có đủ uh, tốt thì khi đó nó bắt đầu nó rủ bỏ lại nó rủ bỏ lại xong thì cái quá trình bật tăng của nó mọi người thấy nó rất là kinh khủng không đấy ha rồi ngoài ra có những con khác nữa bên, bên bất động sản ví dụ chẳng hạn như là TCH đấy, mọi người cũng thấy được rằng là TCH này cái đoạn này nó đang là một trong những cái cổ phiếu bất động sản là khỏe nhất trong ngành trong những ngành đúng không đấy thì nó cũng điều chỉnh theo thị trường chung nhưng mà khi ở thị trường chỉ mới chớm có những cái động thái là phục hồi thôi thì những mã cổ phiếu này nó đã, đã vượt đỉnh trước rồi và hầu như là những cái mã cổ phiếu này nó uh, mọi người sẽ có một cái um, có một cái tâm lý đó chính là mua cũng không dám mua đúng không ạ mua cũng không dám mua nhưng mà mua vào á thì lại sợ là nó có khả năng nó điều chỉnh đấy đó khi mà mua các cái mã cổ phiếu mà dạng như con tsest hay có thể nói là một những cái mã cổ phiếu như VGI ở đây hoặc là mấy cổ phiếu như CTR và cũng như là những cái mã cổ phiếu như VTB ở cái giai đoạn này thì khi mà mọi người mua vào á mua thì cũng không dám mua nhiều mà 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 mà, mà sợ mua vào á thì lại có khả năng là mình sẽ đu đỉnh đúng không và sợ nó điều chỉnh thế thì khi đó thị trường ta nó sẽ chia thành ba cái ba cái 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 uh, tuyết nhà đầu tư hoặc là ba cái dạng nhà đầu tư loại nhà đầu tư đang diễn ra trên thị trường. Một là những nhà đầu tư họ đã full hàng full cổ phiếu từ những cái giai đoạn mà thị trường chúng ta nó chưa có rõ ràng hoặc là cái uh, nhịp gia tăng vừa rồi có nghĩa là những nhà đầu tư mà họ đã mua được ở dưới cái ngưỡng vùng 1.200 hoặc là mua được dưới cái ngưỡng vùng 1220 hoặc là khi mà nó có những cái phiên nó rung lắc ở đây, họ cũng như thế nào, họ đã cũng đã vào full lượng hàng rồi. rồi. Còn những nhà đầu tư mà theo Tuấn thấy rằng là những nhà đầu tư mà họ view ở góc độ là ui nào là thị trường nó chuẩn bị sập trở lại rồi nào là tỷ giá nó tăng mạnh quá nó vẫn neo cao quá thì chắc là ngân hàng nhà nước nó sẽ như thế này như thế kia nó sẽ tác động nên tiêu cực lên thị trường chứng khoán hay có thể nói là uh, chứng khoán Mỹ nó cũng bữa giờ vừa rồi nó cứ neo lại cái, là, là, cái lãi suất cao rồi lạm phát Mỹ như thế này như thế kia đó thì đến khi mà những cái ông đó những cái ông mà view thị trường sập thì thị trường sẽ chỉnh mạnh trở lại về vùng 1200 hay là về bao nhiêu đó, không biết. À, cái bắt đầu là Tốn đã thấy cái những cái sự lung lay của những cái người đó và cũng như là những cái ông mà broker chim lợn kiểu vậy đó. Đúng không? Là bắt đầu là thấy à, phiên thứ tư vừa rồi là bắt đầu đã có dấu hiệu là vào hàng trở lại rồi. À, chưa kể là thậm chí là còn có người cho rằng đây là những cái phiên bùng nổ theo đà nữa cơ đấy, không biết là cái định nghĩa bùng nổ theo đà hay là cái kinh nghiệm bao nhiêu năm mà có thể nói là phiên là phiên bùng nổ theo đà thì đúng là cũng bó tay đó mình không nói cụ thể là ai nhưng mà nghe được đâu phong phanh ví dụ chẳng hạn như mà viên ngày hôm bữa là cái phiên bùng nổ theo đà đấy, thì cũng uh, hết biết phải nói làm gì đấy, bởi vì cái tâm lý ấy, mọi người thấy ấy, nguyên một cái giai đoạn ở đây nè nguyên một cái giai đoạn ở đây là tốn hô mua tới chết người có giai đoạn mà sau khi mà sau khi mà thị trường chúng ta dịp lễ là khúc này là Tuấn bắt đầu mới mua nha ngay sau khi mà quay trở lại với lại cái kỳ nghỉ lễ đó thì ngay lập tức là những cái phiên ngày 2 tháng 5 và ngày 6 3 tháng 5 và cũng như ngày 6 tháng 5 là Tuấn đã bắt đầu Tuấn giải ngân trở lại rồi đó và Tuấn đã hô cho tới chết đã hô là hô tăng cho tới chết đúng không Đấy, nhiều khi mọi người uh, kiểu như mọi người không thích cái kiểu mà Tuấn hô hào như vậy nhưng đó là cái việc mà mình đã có cái sự chuẩn bị và mình, mình 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 dành ra những cái khoảng thời gian mình mình cho rằng là những cái uh, những cái tin tức xấu, những cái kịch bản tiêu cực nó đã diễn ra rồi. Thì một khi mà không còn gì để mà nó uh, diễn biến một cách nó quá là xấu nữa thì làm gì còn có lý do nào để khiến cho thị trường ta nó có thể nó rơi sâu hơn nhất là trong những cái giai đoạn vừa rồi thị trường chúng ta nó mở ra những cái gap đao hoảng loạn ở đây tuấn nói mọi người ở đây là những cái gap đao hoảng loạn và khi mà tuấn thấy được nó xuất hiện cái gap đao hoảng loạn như thế này là một lượng lớn nhà đầu tư họ đã cắt lỗ rồi thì ở trên đây thì họ ở đây nè ví dụ chẳng hạn như là cái phiên này là cái phiên mà tuấn bắt đầu cho cắt lỗ nè hoặc là thậm chí là những cái phiên này tuấn vẫn có những màn cổ phiếu nó vẫn chưa rơi nhiều tuấn vẫn sẵn sàng tuấn cắt lỗ Đấy. có những mã nó vẫn còn đi 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 tiếp đi tiếp ví dụ chẳng hạn như LCG này, thì mãi cho tới sau này thì tuấn mới cắt lỗ và tuấn cơ cấu ra những cái mã cổ phiếu như LCG hay là con HHV cũng vậy. Thậm chí là tuấn cũng đợi cho con Gex này nó cũng về lại được quanh cái ngưỡng vùng 22.3 22.5 tuấn cũng mới uh, cơ cấu trở lại. vì mình vì mình, mình sao ạ mình bị gọi là mình bị 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 chủ quan một cái là mình không không có nở bán ra ở đây. Mình không có nở bán ra ở đây nó không không có nở bán ra ở đây, đấy, cho nên là mãi tới tận là khi mà nó quay về lại được cái ngưỡng mà mình chấp nhận mình bán được rồi thì mình sẽ cơ cấu ra và thay vào đó là mình sẽ uh, mình sẽ 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 uh, uh, tham gia vào trở lại những cái mã cổ phiếu đó, nó sẽ mất tăng được tốt hơn. Đấy Ngoài ra thì mọi người cũng biết rồi, đoạn vừa rồi thì tuấn tập trung mà tuấn đánh hai hai cổ phiếu thôi, hoặc là hai dòng cổ phiếu thôi, một là dòng dầu khí, hai là dòng thép là HPG. Đấy, đều là đã phân tích cả rồi. thì trong cái tuần vừa rồi thì tuấn nhập thêm một số mã cổ phiếu nữa. ví dụ như chẳng hạn như là MySan hay là con Vinamilk ở đây. Đó, Vinamilk thì nó hơi hơi fail tí xíu nhưng mà theo tuấn thấy thì vẫn ok tạm thời thì vẫn ok nó vẫn đi theo đúng cái kế hoạch của mình. Đấy, ha. trời má ơi đang bận đang bận. Đấy. À, thì tiếp theo á thì cái kế hoạch của mình thì mình sẽ tiếp tục À, nếu mà anh chị nào mà cảm thấy như là à, ví dụ như chẳng hạn cái tâm lý của những nhà đầu tư mà hiện tại ở đây á, là đang cầm hàng đi chẳng hạn à, thì mọi người sẽ thấy được như nào full hàng thì đang mong thị trường nó chúng ta sẽ vượt 1290 hoặc có khi là lên nghìn ba luôn. Đấy, còn những cái nhà đầu tư mà họ đang cầm tiền hay là những cái nhà đầu tư mà họ đang cầm một cái lượng hàng gọi là hơi bị nửa vời á tức có nghĩa là họ view Uh, nửa sập hoặc là có thể là nó sẽ có điều chỉnh ấy ví dụ như chẳng hạn như cái lượng hàng trong cái danh mục của mình nó chỉ rơi vào khoảng tầm độ là 50 phần trăm thôi đổ lại tức là cái lượng hàng của họ đang nắm giữ là chủ yếu là 50 phần trăm tiền mặt và 50 phần trăm là, là là cổ phiếu à, có nghĩa là những cái nhà đầu tư đó thì lên cũng được mà xuống cũng được à, cái tâm lý của họ là như vậy thế thì cái lượng nhà đầu tư mà đang cầm một cái lượng tiền mặt ở ngoài đứng ngoài như thế này nè thì sẽ là những cái lực cầu tiềm năng và mua đuổi ở mức giá cao và thậm chí nha thậm chí nha có một dạng nhà đầu tư nữa đó chính là cái việc mà nhà đầu tư mà họ sợ quá là khi mà bắt đầu mà lên lại tới cái vùng đỉnh ở đây nè họ sợ quá họ bán ra họ chốt lại thì tốn nói mọi người một lần nữa là những cái nhà đầu tư đó có khả năng cũng sẽ là một trong những cái nhà đầu tư tiềm năng để mà mua đuổi giá cao ở giai đoạn sắp tới mọi người hiểu không có nghĩa là à, ví dụ chẳng hạn ở đây nè À, một số mã cổ phiếu nha ví dụ chẳng hạn chẳng hạn như các anh chị chúng ta thấy là những cái người mà họ chưa có kịp họ tham gia ở giai đoạn dưới đây cái bắt đầu những cái phi bắt đầu nó nổ lên như vậy cái bắt đầu họ tham gia họ phô mua vào đến khi mà nó rủ xuống cho một cái thì lại cắt lỗ cắt lỗ xong một cái rồi bắt đầu là à, nó sẽ tạo ra những cái lực cầu tiềm năng cho giai đoạn phía sau nó đẩy giá nó đi lên như tiếp theo mọi người hình dung có được không đấy nó giống như con vgi đúng vậy vgi ví dụ chẳng hạn như mà các anh chị chúng ta bán ra ở đây đúng không bán ra đây xong cái bắt đầu nó quay xe nó tiếp tục nó vẫn tăng lên thì lại tiếp tục đi mua đuổi nữa thì nó sẽ hình thành nên cái vòng quay vốn liên tục liên tục như vậy đó thì nó sẽ khiến cho cái gì giá cổ phiếu nó liên tục liên tục nó tăng mạnh và nó bước vào một cái giai đoạn nó có thể nó chạy một cái đoạn nước rút mọi người thấy không thì nó đang cho thấy được rằng là cái tâm lý của nhà đầu tư hiện tại vẫn còn đang gì ạ à? À, chưa có phải là những cái đoạn mà nó hưng phấn nhất và cũng như là cái sự tham lam của nhà đầu tư trên thị trường vẫn còn đang khá là nhiều đấy nha và thị trường chúng ta nó sẽ chưa thể nào mà theo tuấn thấy cái kịch bản mà uh, ở đây nhá ở đây thì lúc lúc ban đầu thì tuấn còn cho rằng á tuấn còn cho rằng thị trường chúng ta còn sai quay sai quay ở đây chán chê rồi nó mới lên nó giống như cái trường hợp mà như thế này nè một là sẽ giống như cái trường hợp như thế này nó sẽ nó sẽ nổ được thêm vài cây xong nó chỉnh xuống đấy chưa nó sẽ đi theo một cái dạng sai quay như thế này nhưng mà không có đâu thị trường chúng ta nó giai đoạn này nó thực sự nó khỏe nha tôi nói thật là thực sự là nó khỏe luôn á dùng cái từ gọi là thực sự thực sự khỏe luôn á chứ không phải là là là, là đùa nữa Đấy, à, hoặc nó sẽ giống như cái giai đoạn này nữa nè đó, nó sẽ giống như cái đoạn này nữa nè à, có nghĩa là nó sẽ hấp thụ một cái lượng lớn nhà đầu tư ở à, kè okay, ở vùng đỉnh ở đây Đấy, à, ngày tuần tuần này thì có khi là nó sẽ chạm về lại vùng 1295 hoặc là 1300 gì đó nhưng mà tuấn nghĩ là nó sẽ sớm có những cái giai đoạn nó rung lắc thôi. À, còn mà nếu như mà chẳng hạn như mà tùy thuộc vào cái tâm lý của tuần sau nó vận động như thế nào. Nhưng mà hơn hết thì tuấn nghĩ rằng là thị trường nó lên được hơn 100 điểm hoặc có khi là lên được một hai chín long đi chẳng hạn thì nó sẽ xuất hiện những cái pha điều chỉnh ví dụ chẳng hạn như 20 điểm, 30 điểm hay 50 điểm thì nó cũng vô cùng bình thường thôi các anh chị. đó là một cái điều mà nó cần thiết cho một cái quá trình tăng giá phía sau của thị trường hay là của cổ phiếu Đấy, ví dụ chẳng hạn như ở đây mọi người thấy thị trường ta phục hồi từ à, mình lấy một ngàn nó lên được ngàn hai nó tăng 200 trăm điểm thì có những giai đoạn nó điều chỉnh đâu đó ví dụ chẳng hạn như ở đây điều chỉnh năm điểm này ha mọi người thấy không là bình thường à, là hết sức là bình thường được chưa? cho nên là không có gì phải bỡ ngỡ hết. Chẳng qua là mọi người à, liệu rằng là mọi người có chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch giao dịch à, nó nó chuẩn chỉ hay là không đấy đó nên là mọi người lưu ý nhé. Thì anh chị nào mà chưa có chuẩn bị cho mình được một cái kế hoạch giao dịch nó tốt nhất hoặc là nó tối ưu với những cái sự vận động hiện tại của thị trường hay là trong giai đoạn vừa rồi á, các cái broker của các anh chị chúng ta à, khi mà lần lượt các cái mã cổ phiếu nó đều ra tạo ra những cái cơ hội rất là lớn đều tạo ra những cái cơ hội rất là ngon ăn vậy mà vẫn khuyên các anh chị chúng ta đứng ngoài thì tốt hơn hết thì mọi người cần phải nhìn nhận lại những cái năng lực và cũng như là cái 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 tư duy của họ về thị trường à, liệu rằng là họ đã À, bám sát lại với thị trường chưa hay là họ không thế nào mà họ kiểu như là họ cố chấp trên thị trên cái thị trường này á cái điều ngu ngốc nhất mà 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 của một cái broker họ 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 họ, họ, họ tư vấn cho các anh chị nhà đầu tư đó, đó chính là họ bảo thủ với cái quan điểm của mình nha cái đó là cái điều mà ngu ngốc nhất mà tuấn thể rút ra được cái kinh nghiệm À, sau khi mà các cái năm tháng bao nhiêu năm tuấn tuấn làm tư vấn uh, chứng khoán đó chính là luôn luôn bảo thủ với cái quan điểm của mình Đấy. thì giống như cái đợt mà mọi người thấy giống như cái đợt tháng tư là cái cách nhìn của tuấn về thị trường nó tương đối là đẹp Đấy. khi mà thị trường chung nó rủ bỏ xong thì uh, trong cái phiên thứ sáu cuối tuần đó thì tuấn có làm một cái video này, thừa thẳng không lên nè nhưng mà nó lại toàn bộ trong cái video này là coi như toàn bộ là nó đi ngược lại so với lại là, là cái góc nhìn của mình hay là cái tư duy của mình mọi không tức là sau cái phiên ngày 12 tháng 5 này nè à, 12 tháng 4 này nè ấy thì tuấn cho rằng là thị trường nó sẽ vượt định nó đánh lên nhưng ngay lập tức là trong cái phiên ngày 15 tháng 4 thị trường ta giảm bao nhiêu cái gì? chị giảm 60 điểm thì ngay lập tức trong cái phiên đó mình phải quay xe luôn mình phải thay đổi cái góc nhìn của mình luôn là mình phải ngay lập tức là mình phải cắt lỗ mình phải dứt khoát mình bán ra à, chứ mà mình không có cương được ha à, còn những cái mã cổ phiếu nào á mà mình bị kẹp thì mình sẽ cố gắng mình đợi, mình đợi cho đến khi mà bắt đầu có những cái tín hiệu nó cân bằng và những cái uh, giai đoạn mà thị trường nó đang có những cái tín hiệu phục hồi và ổn định lại, mình sẽ cơ cấu những cái mã cổ phiếu yếu đó, ví dụ chẳng hạn như LCG hay là HAV hay thậm chí là đợi tới con gác khi mà um, còn lỗ đâu đó khoảng tầm độ có 10% thôi thì mình bán ra. Đấy, và trước đó là mình sẽ phải như nào ạ? Liên tục liên tục mình phải khuyến nghị vào những cái mã cổ phiếu khác rồi, chứ không phải là mình đứng ngó và cái cách xử lý nó vô cùng quan trọng cái cách xử lý nó vô cùng quan trọng bởi vì nếu mà mọi người không xử lý được có những chị có những uh, khách hàng ví dụ chẳng hạn như cái đoạn vừa rồi à, cũng bị dính những cái cổ phiếu như là như LCG, hv như tốt nhưng à, khi mà các anh chị đó mạnh dạng cắt lỗ có khi là lúc đó lỗ con LCG bao nhiêu nhà lúc mà cơ cấu ra là chỉ vào khoảng tầm độ 11.8 thôi tức là bị kẹp ở quanh cái ngưỡng vùng 13.8 chỗ này nè lúc mà bán ra là khoảng tầm độ 11.7, 11.8 gì đó ở đây thôi Đấy, ở đây thôi ha ở cái nhịp này thôi thì đâu đó là lỗ tới tận là có khi có người còn đu 14 ta cho là lấy 14 đi thì lấy 11,8 là cái mức trung bình nè đấy thì họ cắt lỗ ra là là là, là mất tới tận là gần 16% đấy, là gần 16% nhưng mà khi mà bắt đầu cắt lỗ ra những cái mã cổ phiếu này thì bên tốn đã khuyến nghị những cái mã cổ phiếu ví dụ chẳng hạn như là BVS nè từ những cái ngưỡng vùng giá là 39 mấy hoặc là có khi là mua ở trong những cái đợt mà điều chỉnh xuống là 42.2, 42.5 năm, à, Ví dụ vậy, hoặc là mua HPG ở quanh cái ngưỡng vùng 30 chấm mấy Thì mọi người đã thấy được rằng là gần như, gần như là cái việc mà à, Một đặt được cái, là bước được cái cái, cái cái sải chân nó dài hơn về đến cái 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 cái, uh, cái giá vốn của của uh, của mình ở giai đoạn trước đó ví dụ như là mấy con như là CG đấy ha hoặc là con ghét đúng không ạ sẽ tìm cách cho mọi người phải tìm được cái phương pháp và cũng như là tìm được những cái mã cổ phiếu khác nó khỏe hơn hoặc là mai san cũng vậy đấy, san thì nó đi đẹp như chanh ở đây thì tuấn chia sẻ mọi người về cổ phiếu mai san đây đấy. đây nè hôm bữa là tuấn mới đây nè đây là cái cấu trúc tiềm năng của hai mã cổ phiếu trụ mai san và vinamilk Rồi ha mọi người nhìn ha thì cái con mai san này á thì sau khi nó tạo ra một cái đỉnh UT ở đây bắt đầu nó chỉnh xuống nó tạo ra cái điểm gì Spring và sau đó nó có những cái điểm mà LBS ở đây đó và khi lên đây nó sẽ tiếp tục nó tạo ra một cái điểm BU và LBS số 2 bắt đầu nó sẽ bập 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 nó đi lên đây là cái khi mà trước khi Tốn vẽ ngày hôm tối chiều hôm hôm chiều hôm thứ thứ năm đấy thì ngay lập tức trong cái phiên thứ sáu nó nổ luôn nó nổ luôn là buộc lòng là nó đúng theo cái kế hoạch của mình rồi thì buộc lòng mình phải mua đuổi luôn ấy thì may mắn làm sao may mắn làm sao là khi mà tuấn nè mọi người sẽ thấy nè cái lúc mà tuấn chụp cho mọi người mua đuổi mai san giá dưới bốn bảy tư nhé <laughs> mọi người thấy không Đấy, nhưng mà cái khúc mà tuấn quay trở lại một cái thôi là nó là lên 75.5 75.1 gì đó rồi rồi sau đó nó bắt đầu nó quay về ngược trở lại được khớp được 74.1 hơn quá cũng may làm sao mà khớp được hai ngàn thì cái danh mục của Tuấn ở thời điểm hiện tại là Tuấn đang nắm giữ BVS, HBG và MySan đấy ha và đó là ba mã cổ phiếu mà sau cái giai đoạn vừa rồi là Tuấn uh, mua vào trong cái dịp uh, <laughs> sau lễ cũng như là khi mà thị trường ở quanh những cái mốc uh, vùng, vùng, vùng vùng giá thấp hoặc là trong những cái đợt rung lắc vừa rồi của thị trường đấy thì coi như là mình full 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 tài khoản rồi À, Thật ra là cũng có sử dụng margin rồi chứ không phải là không Và giai đoạn trước đó thì mọi người cũng thấy là Bằng cái cách là tốn cũng linh hoạt trong cái việc là mình đánh lướt nè Ví dụ chẳng hạn như mà Đây Đó Bằng cái việc mà linh hoạt trong cái việc đánh lướt nè Thấy không đó. Thì Mọi người thấy như thế nào hơn À, cũng gỡ gạt được chút xíu hoặc là cũng kiếm được thêm miếng đó ví dụ vậy hoặc là cái danh mục sau lễ của Tốn nè đó. Ủa MBS này 27.7 nha MBS lỡ chốt non mất tiêu rồi và cũng như là GVR cũng mua được 30.85 nè đẹp không mấy con GVR rất là đẹp ha 30.85 trời mua ngay khúc này đẹp như chanh đấy nha thì những cái dạng cổ phiếu như GVR thì đoạn này thì mọi người có thể là cố gắng nắm giữ cũng ok đấy, tại vì Tuấn đánh giá là sau cái đoạn này nè những cái cấu trúc của con GVR nó rũ bỏ xong thì giai đoạn sau này nó có thể nó sẽ chạy nước rút đấy hoặc là có thể là giống như con P&G nè thì mọi người cũng có thể để ý P&G ở đây dòng tiền đã tham gia lại rồi ha à. thì uh, Tuấn nghĩ rằng là trong cái tuần sau cũng có khi là Tuấn sẽ giải ngân cổ phiếu PNG này đó bởi vì cái cấu trúc như thế này thì nó đang cho thấy rằng là cái uh, cái 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 xung lực nó sẽ sớm nó vượt được cái vùng định giá 103 nhanh thôi đấy đâu đó khoảng tầm độ một tháng hoặc là vài tuần nữa thôi thì cái mốc target thì có thể đạt được đâu đó khoảng tầm độ là 120 hoặc là 115 trở lên nha Đấy, thì đó là mọi người, về cái góc nhìn của Tuấn về những cái mạng cổ phiếu hoặc là cái cơ hội cho mọi người để mọi người có thể tham khảo ví dụ như san thậm chí VME ở đây nó cũng tạo đáy theo cái 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 cách mà Tuấn uh, đang mong chờ thì chỉ khi mà bắt đầu nó vượt được quanh cái ngưỡng vùng 69 thì bắt đầu mình lấy vị thế ở đây trước à, mình lấy cái vị thế ở đây trước thì khi mà bắt đầu nó vượt được cái cản chéo nối từ cái vùng đỉnh xuống dưới đây một cái thôi chỉ cần nó vượt một cái 69 ở đây thôi nha là nó tung nóc ngay. Nha là nó tung nóc ngay. Chẳng qua là do là nước ngoài họ bán ra vào cái thời điểm uh, thứ sáu vừa rồi là hơn 72 tỷ gần 73 tỷ cho nên là nó nó cục đầu xuống nó, nó test lại thôi. Hoặc nó test lại cái đỉnh này thôi. Nhưng mà nó cũng giống giật giật nó cũng giống giật giật giống 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 gì. Giống như sai nè, đó nó cũng giật 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 xuống một xíu là nó tung nóc ngay à. <laughs> nó nó cục đầu giống như cái cây này nè. Đó nhưng mà tốn tin rằng là Vinamilk nó cũng sẽ vào cái phong tăng đặc biệt nhất là khi mà tốn tin rằng là cái nhóm bán lẻ nó sẽ sớm uh, phục hồi mạnh mẽ trong sáu uh, tháng cuối năm à. còn những cái câu chuyện về của thằng FRT hay là MUG mọi người cũng thấy à, đây là cái thằng mà bán lẻ mà phục hồi uh, nhanh nhất không phải là nhanh nhất mà gọi là uh, đoạn rồi nó sẽ tăng mạnh nhất không nó phục hồi từ cái vùng xác định xác nhận tạo đáy ở vùng 50 nè nó, kéo một cái dèo 20 phần trăm hai mấy phần trăm lên lên luôn thì bắt đầu đang có những yếu tố nó điều chỉnh trong ngắn hạn rồi đây ha đấy thì, uh, thì thì, thì 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 ở đây thì con MUG thì ban đầu thì tốn chỉ nghĩ rằng nó có thể nó lên được kéo được khoảng tầm độ 58 cho tới 59 thôi thì nó còn kéo rướng được thêm cả 61 62 nữa nhưng mà bây giờ bắt đầu nó quay đầu nó điều chỉnh như thế này thì theo tốn thấy rằng là uh, nó ở trong cái trạng thái cũng gần như là quá mua và nó sẽ có yếu tố nó điều chỉnh trở lại đó, để nó bắt đầu nó rủ bỏ ra rồi sau đó nó sẽ tiếp tục nó tăng ở giai đoạn sau nha có khi nó sẽ quay về nó test lại ở cái uh, cái 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 đường trend line này các anh chị nó có cái đường trend line này có cái đường kênh giá đây thì nếu mà nó đẹp trai nhất thì nó sẽ chỉnh lại xuống đây cho mình mua cũng được nè quay, ví dụ như chẳng hạn nó chỉnh về lại cỡ năm bảy ở đây mình mua cũng được nha khá đẹp nói chung khá đẹp đấy trời nhiều con lắm đoạn này nhiều con quá không biết phải nói như thế nào À, ngoài ra nhóm thép thì nãy Tuấn có nói rồi và đặc biệt nhất là có tiếc nhất là cái con VGS ở đây à, nên là cũng hơi chán choáng tí với VGS Nam Kim thì nó chưa có thực sự là nó chưa có cái sự tham gia trở lại của dòng tiền lớn thì mọi người thấy các cái dòng tiền ở đây thì nó vẫn neo lại ở dưới cái ngưỡng là MA20 tức là cái uh, cái 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 cái, 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 cái uh, dòng tiền nó ở mức trung bình thôi nó chưa có thực sự là có sự tham gia trở lại của dòng tiền lớn à thì theo tôi thấy thì nó cũng sẽ sớm nó vượt đỉnh được nhưng mà trước khi nó vượt đỉnh thì nó có thể nó sẽ diễn ra ví dụ như chẳng hạn một cái cú rung nước một cái cú rũ một cái đó thì đâu đó phải tầm độ một hai tuần tới nó sẽ có một cái trạng thái nó đi ngang nó kiệt về khối lượng Đấy, rồi sau đó nó sẽ tăng nó vượt đỉnh chờ một cái cơn gió đông vượt đỉnh nào và cái khối lượng vào nó vượt đỉnh nó sẽ phải khoảng tầm độ 20 triệu cổ phiếu trở lên Đấy nha rồi hoa sen thì nó cũng tương tự trong cái trạng thái như vậy ha hoa sen nó cũng vậy thì cũng chờ cho nó khi nào mà nó tích lũy lại được chỗ này nè đó nó tích lũy lại được nó đủ bỏ chỗ này nè rồi sau đó nó sẽ sớm nó vượt đỉnh thôi thì cái dạng như mấy con như hoa sen hay nam kim thì nó đang tương tự như là nhau tương tự nhau ha đó còn mà trạng thái tốt hơn thì có HBG thì nó đã bắt đầu nó tăng vượt đỉnh rồi thậm chí ở đây là nó có rất là nhiều câu chuyện về HBG mà mà sau này nó sẽ kể nữa mọi người cứ yên tâm HBG em tin bác Long nha yeah. rồi vậy thôi đấy ngoài ra thì à, mọi người cũng đang thắc mắc về cái việc mà giải ngân cái nhóm chứng à, khoán hay là không thì ở đây thì à, theo tuấn góc độ mà tuấn thấy thì dạo gần đây thì nó ra những cái thông tin về việc là à, tăng tăng vốn chia quyền mua để tăng vốn và các thứ đó phát hành thêm để tăng vốn các thứ đó. nhưng mà về riêng góc độ cá nhân của tuấn thì à, tuấn vẫn cho rằng nhá, tuấn vẫn cho rằng là nó chỉ có đánh riêng lẻ ở các cái nhóm cổ phiếu mà nó có câu chuyện nó tăng vốn thôi như chẳng hạn như thằng CTS này nó cũng có câu chuyện nó tăng vốn thì nó đánh hoặc là MBS trong cái phiên thứ sáu vừa rồi nó cũng đánh hoặc là giống như con FTS này cũng chia cổ tức xong thì nó đánh ấy nhưng mà cái cấu trúc tích lũy hoặc là cái cấu trúc mà nó um, tái tích lũy trở lại thì cái lượng hàng đeo bám thì theo Tuấn thấy nó vẫn còn là nhiều cho nên là cái vấn đề mà nó đi xa được á, thì, thì 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 mình 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 chưa có biết ha à, thì mình chưa có biết nha rồi, nên là mình sẽ đợi thôi chứ cũng cũng chưa có uh, ý định là giải ngân trở lại đối với là cái nhóm uh, chứng khoán nếu như mà có giải ngân thì chắc có thể là sẽ canh tham gia vào một số mã ví dụ chẳng hạn như agr ở đây thì tôi thấy nó cũng khá là ok Đấy. hoặc là những cái con nhỏ nhỏ khác nhỏ nhỏ khác đi ví dụ chẳng hạn như là uh, mb thì mất hạn mất tiêu rồi hoặc là vds cũng được nè vds cũng lấy lại được cái vùng 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 uh, Cận định ở trên đây thì đây sẽ là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể chú ý tới trong giai đoạn tiếp theo. Đấy. Còn nếu không thì các anh chị ta mạnh dạng chúng ta đu vô được á, thì chúng ta cứ đu FTS hay là CTS hay có thể là BVS như thế này. Nhưng mà theo cái theo cái cái cái, cái uh, gọi là cái tâm lý của tốn thì uh, nếu mà đu ở những mã cổ phiếu này á, thì mình lại không dám đu nhiều. À. Thì thôi. Đấy. Ngoài ra thì nhóm nhầm dầu khí thì tốn cũng đã bia quá nhiều rồi, thì bây giờ làm không lẽ tiếp tục mình lại buya thậm chí là con bsr này thì tuấn cũng đã khuyến nghị cho mọi người ở cái cái dịp mà gần như là nó chuẩn bị một cái pha mà nó phát đây nè uh, bsr đâu rồi đâu rồi đâu rồi đây à đấy mọi người thấy không khuyến nghị cho mọi người trước về bsr luôn nè tại mai mốt nổ bùng chiếu nè không? không nổ là lỗi định <laughs> đấy thì ở đây là cái kết phiên ha, lúc khoảng tầm lúc ba giờ chiều lúc ba giờ chiều đây nè mình khuyến nghị thì coi như là ngày hôm sau thì mọi người mua, Đấy, mọi người mua thì ngay lập tức là khi mà hàng về là có lãi ngay. Mọi người thấy không? Mua trong cái ngưỡng 19 đi, Đấy, thì khi mà hàng về cái là lãi 3% ngay. Thì đây là những cái mã cổ phiếu nó chạy sâu, hay ví dụ như là BBC cũng vậy. BBC thì tuấn cũng đã có khuyến nghị cho mọi người ở cái ngưỡng vùng giá là 15. Đây ha, cũng trong room cộng đồng. À cái hôm 5 ngày trước đây. Đó. Mọi người thấy không? Cái hôm mà nó bùng nổ đi lên á Thôi không nó bùng nổ đi lên là bắt đầu là là cái phiên này nè là cái phiên này nó tạo tạo xác nhận tạo đáy nè thì đây là cái điểm mà mua vô nè đây là cái cây là cái cây mua vô thì mọi người kia nhận chút xíu thôi tại vì đây là những cái mạng cổ phiếu mà nó đi sâu nó 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 ăn theo những cái mã cổ phiếu dẫn dắt trong cái nhóm ngành dầu khí đấy à, bây giờ cũng hàng về thì cũng lãi được đâu đó xương xương cũng được uh, gần bảy phần trăm rồi đó. À thì có BLX ở đây nó đang điều chỉnh nè, nó rút chân thì sau cái giai đoạn nó rút chân này thì Tuấn cũng nói mọi người là mua canh mua dưới 38 nè, lúc đầu là canh mua dưới 37.5 nhưng mà 37.5 thì nó không có hoặc là trong cái phiên thứ sáu rồi không biết mọi người có lụm được dưới 37.5 hay không. Nên là Tuấn đổi lại là Tuấn khuyến nghị mọi người mua dưới 38 luôn. ở à, thì sau cái giai đoạn này thì nó cũng sẽ tiếp tục tung nó nha. Yeah. Nó giống như cái trạng thái của con BC1 khúc này nè. BC1 ở năm này nè. Đây nè. Đây nè. Này, mọi người thấy không? Sau khi nó tăng nó vượt đỉnh nè, nó rung lắc, nó chỉnh xuống một cái nó bắt đầu là cạnh mua vô rồi cú vô rồi, là bắt đầu nó đánh bụp 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 bụp. Đấy, rồi sau khi ví dụ chẳng hạn thì trường chung mà nó có rung lắc trở lại thì nó chuyển nó đi nghe. Thì lúc này nó cũng tạo ra được cho mình một cái vùng nền giá mới ở vùng giá cao. Mọi người thấy cái cấu trúc nó tích lũy đây không? Đấy, nó tăng nó vượt đỉnh nè, sau đó nó retest lại cái đỉnh trước. Đấy, nó tạo ra cái điểm này điểm gì các anh chị? Backtest hay là còn gọi là BU á. mọi người nhớ nha, đây nè, ở đây cái cấu trúc của nó nó rất là giống với lại là của Wyckoff được chưa Cấu trúc này là của cấu trúc của Wyckoff nè Đấy Đó có điểm Spring đúng không đây là cái điểm Spring nè được chưa? Rồi sau đó nó lên đây nó tạo ra cái gì lbs số 1 lbs số 1 Rồi Sau đó tiếp tục đánh vượt đỉnh lên Đây là cái điểm này là cái điểm người ta gọi là SOS của cổ phiếu Có nghĩa là cái signal strength nó có nghĩa là cái tín hiệu sức mạnh của nó rồi sau đó tiếp tục nó chỉnh về lại đây thì cái điểm này nè người ta gọi là cái điểm BU hay còn gọi là một cái điểm mà à, test số 2 luôn đi ha đấy có nghĩa là cái điểm hỗ trợ trở lại đó là điểm backtest lại cái vùng đỉnh trước đó nó đã vượt qua mọi người thấy là cổ phiếu nó vào xong nó đánh bập 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 đi lên vậy thôi thì con BLS này nó cũng tương tự như vậy cái cấu trúc của nó là như thế này có thấy không nó quay về nó té lại cái đỉnh nào nó té lại cái đỉnh này nè thậm chí nó còn chưa về lại cái đỉnh trước đây nữa này Đấy à Thì mọi người uh, có thể là chú ý và 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 vào, 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 vào uh, BLX cũng ok. Tuấn thấy là đẹp. Trời ơi, tôi thấy nó nó đẹp, đẹp giả man luôn á. Đừng có chê, ở khúc này đừng có chê. Rồi hồi sau mà chưa thấy là hả? Uh, cái sóng dầu khí 10 năm nó lặp lại một lần đâu nha. Là lúc đó thấy cái cảnh luôn á. vậy thôi. Thậm, thậm, thậm chí là bây giờ tôi thấy nhóm ngành nào nó cũng có khả năng nó vượt đỉnh hết trơn. Ví dụ mấy con như GMD ở đây cũng vậy nè, cũng rất là đẹp hoặc là thậm chí vừa rồi là mình còn bị lỗ bị bị rũ bỏ mất cái con ah này nữa cơ ấy à, nên là cũng hơi xui à, nhưng mà tuấn thấy nó đẹp trời, giờ thấy nó đẹp bng cũng vậy nè rồi dcm cũng đã nhắc mọi người thì nó ở đây nó cũng đã vượt đỉnh rồi sau khi nó chỉnh lại ở đây vài phiên xong nó cũng vào cái 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 giai đoạn tăng giá rồi nhá rồi gì nữa nhiều lắm trời ơi còn riêng về cái nhóm ngân hàng thì tuấn đoạn này chắc Tốn không hướng tới mà thay vào đó thì tuấn sẽ đưa ra góc nhìn của mình về cái nhóm ngân hàng cho mọi người ở đây thì có mấy một số mạng cổ phiếu mà Tuấn chấm điểm nó khá là ưng mặc dù là trước đó nha cái giai đoạn mà từ sau cái nhịp điều chỉnh tháng tháng 2 đầu cuối tháng 1, đầu tháng 2 của nhóm ngân hàng ví dụ chẳng hạn như mấy con như SHB nè, là cái lúc đó là cái lúc mà Tuấn chê nó thậm tệ luôn đó, đó là từ cái lúc này nè đấy. hoặc là những cái con như uh, hoặc là những cái con như 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 uh, V banh cũng vậy Tuấn muốn chê nó thậm tệ từ cái giai đoạn này rồi đấy còn nhưng mà bây giờ là mãi sau này thì bắt đầu nó đã rủ bỏ xong hoặc nó đã tích lũy xong Bắt đầu dòng tiền nó tham gia trở lại thì bây giờ mình sẽ mình sẽ khen nó Nó đang đẹp rồi, nó đang đẹp trở lại rồi Thì cái bông hoa bắt đầu nó kiểu như là đạn trước thì nó hẹn héo úa ha. Nhưng mà bắt đầu sau khi nó à, được chăm bón kỹ càng rồi Thì bắt đầu mình lại như thế nào, mình lại thấy nó đẹp vậy thôi Bắt đầu nó chuẩn bị nó nở hoa lên thì bây giờ mình sẽ khen nó Nha. Mấy con như VBANH, NHB còn EB thì không biết làm sao nhưng mà thôi chắc cái con nặng nô EB thì chắc muôn đời nó không không khá nổi luôn cho nên là bỏ qua nhưng à, nhưng mà cái khúc này đúng thật là con đẹp nhất là con liên việt lại con nó đánh ngược thị trường hoàn toàn nó đánh không thuộc cái nhóm ngân hàng đó quá là kinh khủng đi ha còn cái công ban thì sắp chia cổ tức rồi hoặc là, A, hoặc là MB ban cũng sắp chia cổ tức rồi hình như là tuần tuần sau hay tuần mốt nữa đó là trong như là 25 tháng năm thì vậy không biết đúng không 25 tháng năm, ở ngoài tuần sau là có khi hai mấy thôi 25 24 tháng 5 là sẽ chia cổ tức rồi. Thì thì có khi là nó cũng sẽ tạo ra một cái cú hít cho 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 cho, cho tuần tuần sau là khi mà chia cổ tức thì cái giá nó bắt đầu mọi người cho rằng nó sẽ rẻ rẻ lại cái bắt đầu lại kéo lên ngược trở lại <laughs> nó hay vậy lắm ha cho nên là cái góc nhìn của Tuấn về nhóm ngân hàng thì đoạn này Tuấn sẽ chưa vội Tuấn đánh lại mà Tuấn nghĩ rằng nó sẽ mất thêm thời gian hơn nha còn cái dòng bất động sản thì mà mọi người cũng thấy là nó cũng đang phân hóa khá là nhiều thì bắt đầu cũng có những tín hiệu phục hồi của đích rồi nè cũng bắt đầu là đích thì hôm bữa Tốn nói mọi người là sau cái phiên này là khả năng cao ngày mai nó sẽ nổ thì đúng là nó nổ thiệt nhưng mà nó cứ cục đầu và cái duy trì cái nhịp này thì hồi sau nó cũng sẽ sớm nó phục hồi về lại quanh cái ngưỡng vùng 30 hoặc là 30.5 như Tốn đã có nói trước đó là cái sự kỳ vọng của mình nó sẽ phục hồi lại về đây Đấy ha đó, hoặc là BDR cũng vậy nè br nó cũng sẽ sớm nó phục hồi về lại cỡ vùng bảy hoặc là có khi là trên bảy chút xíu nghĩa là cái vùng đỉnh đó nè đó, hoặc là cái mở cái biên giảm xuống ở đây của nó nó sẽ sớm nó phục hồi về lại đây thì sau cái giai đoạn này nè sau khi cái giai đoạn mà nó phục hồi trở lại như thế này thì giai đoạn sau thì tốn mới khuyến nghị mọi người tham gia trở lại còn nếu mà mọi người tham gia vào sớm ở đây thì tuấn bảo đảm với mọi người đối với là những cái dạng cổ phiếu như con br nó còn tích lũy cả tháng hai tháng nữa thì nó mới lên ví dụ giống như mời banh nè thì tại sao á ở cái giai đoạn đầu á, phục hồi nó đánh lên như thế này mà mãi khúc sau này mọi người thấy là sau khi nó tạo ra cái đỉnh phục hồi xong Wow, nó tạo ra cái đỉnh phục hồi xong đó nó tạo ra cái đỉnh phục hồi xong thì nó mất bao lâu các anh chị tính từ cái phiên tạo đỉnh phục hồi này nhé cho đến khi nó tiếp tục nó tăng nó vượt đỉnh tiếp theo nè mọi người thấy nó mất ba mươi phiên ba mươi phiên như thế này thì nó tương ứng với lại là à một tháng rưỡi ha tại vì một tháng nó có khoảng tầm là à, là hai mươi phiên thì ba mươi phiên này nó sẽ tương ứng với lại là một tháng rưỡi đó, thì mọi người chờ được trong vòng một tháng rưỡi thì mọi người chờ vậy thôi còn cái giai đoạn sau này thì tuấn sẽ canh khuyến nghị ví dụ những cái điểm mà nó test cung ở đây nè khối lượng thấp như thế này nè mình sẽ bắt đầu mình canh mình tham gia nha hoặc là dg nó cũng tương tự như vậy thì sau cái đoạn này thì tuấn sẽ hướng dẫn mọi người canh mua thì tuấn sẽ chấp nhận là mua sẽ mua cao hơn à, hoặc là khuyến nghị cho mọi người anh chị nào mà mua cao hơn cũng được tùy thì cái đó là cái kỳ vọng của mỗi người thôi còn ở đây ví dụ chẳng hạn mình mua mình mua tại vì nhé tuấn khẳng định với mọi người luôn là vẫn có các anh chị khách hàng là đã nắm cái khoảng giá mà Tuấn khuyến nghị giai đoạn trước là từ những cái vùng 26 chấm mấy hoặc là dưới 27 chỗ này họ vẫn cầm họ thậm chí là trong cái phiên mà nó giảm mở gấp đao xuống ở đây nè có những anh chị chúng ta vẫn mua được ở quanh cái ngưỡng vùng giá là dưới 27 luôn Tuấn khẳng định luôn á đấy là mọi người hiểu rồi nha thì chủ yếu là đoạn này thì không biết là cái sự kiên nhẫn của anh chị đó nó tới đâu thôi nhưng mà Tuấn vẫn nghĩ rằng là cái giai đoạn 6 tháng cuối năm nó vẫn sẽ là những những cái uh, giai đoạn mà nhóm bất động sản nó sẽ phục hồi và sẽ còn phục hồi lại mạnh mẽ nhé cho nên là 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 cũng kỳ vọng nhiều đó. trong nhóm bất động sản cũng kỳ vọng nhiều đó. ha ngoài ra có những cái cổ phiếu như nam long ở đây thì đúng thật nam long là khỏe nhất khỏe nhất nhì luôn rồi đó chỉ có t xác là nó khỏe nhất thôi dbg cũng tăng vượt đỉnh luôn nè mấy con này đánh khủng khiếp thật vậy mà không trời tiếc hơi tiếc con dbg này đó, và Nam Long các bạn Nam Long thì cũng nghĩ rằng nó sẽ có chỉnh hoặc nó có đi ngang vài nhịp á, nhưng mà không nó đánh bụp 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 nó đi lên luôn thì thôi chịu thôi KDH cũng khỏe này gần như đó, nó về lại vùng đỉnh rồi thì nó sẽ còn nối tiếp những cái thằng sau ví dụ như DG thì nó chưa BD mọi người hình dung là à, mọi người hình dung cái giai đoạn này á mấy cái cổ phiếu ví dụ như TCH hay là mấy con như NTL hay là DBG hay là thậm chí là NHA như thế này à, thì nó sẽ giống với là những cái mã cổ phiếu như cái đoạn trước của nhóm ngân hàng ví dụ như là BID hay là ACB nó tăng nó vượt đỉnh trước ha à, còn những cái thằng sau mà nó đang ở trong cái trạng thái tích lũy thì có nghĩa là khoảng tầm độ một tháng sau đó thì mới tới lượt những cái thằng như là no Nam Long hay là BDR hay là DG còn mấy cái con sale như thế này nè mọi người hình dung á mấy con như con sale còn đất xanh hay là con Novaland á, mọi người biết nó giống con nào? Nó giống như mấy con như VB giống con EIB hay là giống mấy con như SHB ở cái giai đoạn à phải SHB. Ở đó, VB Bank, giống như giai đoạn trước rồi đó, nó yếu vô cùng. Cho nên là mọi người hạn chế mọi người lựa chọn những dạng cổ phiếu như thế này. Còn hết là mọi người nên cơ cấu sang mấy con như DG hay là BR, chứ đừng có trông mong gì hết trơn á, tôi nói thật. Đừng có trông mong gì mấy cái con này nó phục hồi làm cái gì nha. Ngoài ra thì HDG nó cũng có sự trở lại rồi nè, Đấy, thì bắt đầu cũng chấm chấm được HDG ở đây nha bắt đầu cũng chấm chấm được HDG ở đây nếu mà HDG ở đây thì uh, nó sẽ chỉnh lại một nhịp cái đã nó lên nó test nè nó sẽ chỉnh lại một vài nhịp để nó tích lũy lại ở đây rồi có khi nó đi lên Đấy à, có khi nó không chỉnh nhiều đâu chắc nó chỉnh chỉnh về lại cỡ uh, 295 thôi cũng có thể là canh giải ngân con 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 uh, HDG ở đây khi mà nó vượt được cái kháng cự ở cái ngưỡng ở vùng uh, vùng đỉnh là vùng 30 thôi thì Tốn nghĩ rằng nó cũng bước vào một cái sóng tăng khá là mạnh đó tại vì cái cấu trúc nó tích lũy như thế này nè nó cũng rất là khá rồi nó cũng tạo ra cái điểm spring ở đây đã điểm rũ bỏ ở đây rồi nè Đấy. à, phục hồi lên nó tạo lbs. thì ở đây nó còn một cái nhịp nữa để nó tạo ra có thể nó vượt đỉnh xong rồi nó mới kiểm tra lại thì những cái dạng cấu trúc này thì mọi người có thể là mọi người mua đuổi luôn cũng được nha có thể là nếu mà nó vượt luôn hẳn ở vùng 30 thì mọi người mua đuổi luôn cũng được Đấy. thì có khi sau này nó mới test hoặc là nó cũng chỉ test quanh quanh đây thôi rồi lại tăng tiếp đấy nha mọi người có thể lưu ý ha rồi ok thì chắc uh, video của tuấn cũng uh, xin phép được khép lại tại đây thì đó là những cái gì mà tuấn muốn đề cập với các anh chị ta cũng như là uh, um, cung cấp cho các anh chị ta những cái thông tin mà bổ ích cho mọi người trong cái uh, giai đoạn tiếp theo của thị trường nhất là khi mà thị trường ta đã, đã tiệm cận lại với cái vùng đỉnh một nghìn hai trăm tám mươi một nghìn hai trăm chín mươi rồi đúng thị trường đã phục hồi lại rất là khá rồi thì chắc chắn cái đoạn tới nó sẽ có những áp lực rung lắc hoặc là nó có điều chỉnh á thì có khi có khi là mọi người càng mong nó điều chỉnh thì mọi người thấy là càng mong nó điều chỉnh thì có khi nó lại tăng vượt đỉnh trước rồi nó mới điều chỉnh <laughs> có thể nha ở đây nè ví dụ chẳng hạn như mà thông thường thì mọi người cho rằng là nó sẽ lên đây nó gặp áp lực điều chỉnh xong nó, nó gặp à, vùng đỉnh xong nó điều chỉnh đúng không? nó, là nó sẽ điều chỉnh về lại một hai hoặc một đó đi chẳng hạn ví dụ vậy rồi nó đi xa quay nó tăng nhưng Biết đâu được rằng là thị trường ta nó sẽ tăng nó vượt đỉnh Nó lên được vùng 1320 xong rồi nó mới chỉnh lại thì làm sao Đúng không Đấy Nó sẽ có khá là nhiều cái kịch mạng nó có thể nó diễn ra Nên là cho dù là như vậy Thì mọi người tốt hết Mọi người nên lựa chọn Hãy lựa chọn cổ phiếu Và khi nó có tín hiệu Đó nè Mà nó cho những cái điểm mua Cứ mạnh dạng mua vào Được chưa Đấy nhé thôi nhé đó là những cái mà góc nhìn của Tuấn mà Tuấn phải nói trước cho các anh chị chúng ta như vậy để mà chúng ta kịp thời chúng ta tham gia vào thị trường chứ mà đừng có đứng ngoài hay là hô và sập nhé khó lắm đoạn này sập thật sự rất là khó tại vì cổ phiếu nào cổ phiếu này nó cũng đã vào cái chu kỳ sống tăng rồi nha đại đa số thế, tôi theo tôi theo thấy là khoảng tầm độ 70% phần trăm rồi rồi ok cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong các cái video tiếp theo và các cái buổi livestream à vào buổi sáng 7 giờ rưỡi và cũng như là buổi tối lúc uh, 7 giờ rưỡi tối sau các cái phiên giao dịch ha mọi người nhé và hẹn gặp lại mọi người nha chúc mọi người cuối tuần thật vui vẻ và cũng như là hãy nhớ ủng hộ tôi bằng cách là uh, thả like và cũng như là đăng ký kênh nếu mọi người chưa đăng ký nhé cảm ơn mọi người rất là nhiều hẹn gặp lại mọi người